Các bạn thân mến, vậy là chúng ta lại gặp nhau trên kênh YouTube Đố Vui Nhanh Trí của bọn mình rồi. Rất vui vì được gặp lại các bạn trong video lần này. Thật sự nhớ các bạn quá đi. Các bạn đã sẵn sàng tâm lý để tham gia cùng với những câu hỏi tuần này chưa nào? Và chủ đề của tập này chính là những câu hỏi về Đố Vui Nhanh Trí nha. Đừng quên dành tặng cho bọn mình một like và một subscribe để ủng hộ tinh thần cho kênh nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Love you. Chúng ta sẽ cùng khởi động với câu hỏi đầu tiên nào các bạn ơi. Nhớ quan sát thật kỹ về những gợi ý mà bọn mình mang đến đó nha. Dùng bút chì để vẽ nên một cây cầu chính là những gợi ý cho câu hỏi số 1 đó các bạn. Xin chúc mừng mọi người đã tìm ra được đáp án của câu hỏi đầu tiên chính là cầu chì nha. Ai đã tìm ra được đáp án chính xác nào? Hãy giơ tay cho bọn mình biết với nào. Để xem câu hỏi số 2 có điều gì thú vị nha. Và các bạn hãy nhớ tập trung vào những gợi ý của Đố Vui Nhanh Trí đấy. Nếu không sẽ bị đánh lừa đó nha. Chùm nho đang dùng bút để viết chữ chính là những gợi ý của câu hỏi số 2. Xin chúc mừng các bạn đã tìm ra được đáp án của câu hỏi này chính là chữ nho nha. Wow, sao các bạn có thể giỏi đến như thế? Mình thật sự hâm mộ các bạn quá đi. Để xem câu hỏi số 3 có điều gì thú vị nào. Gợi ý của câu hỏi số 3 dễ thương lắm nha các bạn. Một vị thần xuất hiện từ quả bí. Xin chúc mừng các bạn đã tìm ra được đáp án của câu hỏi này chính là thần bí nha. Mọi người có thích những câu chuyện thần bí không nào? Hãy nhớ để lại ý kiến của các bạn ở phía dưới phần bình luận cho bọn mình biết với nha. Xin mời các bạn sẽ cùng đến với câu hỏi số 4 cùng với bọn mình nào. Và đây chính là những gợi ý của câu hỏi số 4 đây các bạn ơi. Một chú chuột đang tung tăng cùng với một chiếc túi ư? Xin chúc mừng các bạn đã tìm ra được đáp án của câu hỏi này chính là chuột túi nha. Các bạn có thích những chú chuột túi đáng yêu không nào? Xin mời các bạn sẽ cùng đến với câu hỏi để xem gợi ý lần này là gì nhé. Một người dùng đèn để chiếu vào vị tướng quân. Xin chúc mừng các bạn đã tìm được đáp án của câu hỏi này chính là chiếu tướng nha. Ai chơi cờ thì chắc chắn sẽ biết chiếu tướng là gì phải không nào? Xin mời các bạn hãy cùng đến với câu hỏi số 6 cùng với Đố Vui Nhanh Trí nha. Hãy nhớ tập trung vào những gợi ý đấy nha các bạn ơi. Một người đang chỉ tay xuống đất chính là gợi ý của câu hỏi số 6. Các bạn hãy thử đoán xem gợi ý này đưa các bạn đến câu trả lời gì nào? Xin chúc mừng các bạn đã tìm ra được đáp án của câu hỏi này chính là địa chỉ nha. Wow, các bạn thật sự rất thông minh, thật sự hâm mộ các bạn quá đi. Để xem câu hỏi số 7 có điều gì thú vị hơn nha. Không biết có làm khó được các bạn không nữa. Và gợi ý mà bọn mình muốn mang lại cho các bạn chính là hai củ su hào đang chiến đấu với nhau. Xin chúc mừng các bạn đã tìm ra được đáp án của câu hỏi này chính là chiến hào nhé. Xin mời các bạn hãy cùng đến với câu hỏi số 8 cùng với bọn mình nào. Và gợi ý chính là hai cây thông đang nói chuyện điện thoại với nhau. Các bạn ơi, các bạn có đoán ra được đáp án của câu hỏi này chính là thông thoại không? Wow, sao các bạn có thể đoán được dễ dàng như vậy? Xin mời mọi người hãy cùng đến với câu hỏi tiếp theo nào. Và gợi ý của câu hỏi này chính là hai cái thùng đều la lên, nhưng cái thùng rỗng lại la to hơn. Xin chúc mừng các bạn đã tìm ra được đáp án của câu hỏi này chính là thùng rỗng kêu to nha. Đây là một câu thành ngữ rất quen thuộc. Chỉ những người làm thì ít nhưng mà nói thật nhiều. Chúng ta không nên như vậy nhé các bạn ơi. Vậy là chúng ta lại đến với câu hỏi cuối cùng rồi các bạn ơi. Để xem câu hỏi số 10 có những gì nha. Một cô bé vui vẻ với đề thi số 10 thay vì số 9 là gợi ý của câu hỏi số 10 đó các bạn ơi.
Xin chúc mừng các bạn đã tìm ra được đáp án của câu hỏi này chính là 9 bỏ là 10 nha. Xin chúc mừng các bạn đã tìm ra được tất cả những đáp án của câu hỏi trong video ngày hôm nay. Rất vui vì luôn được đồng hành cùng với các bạn. Và nhớ dành tặng cho bọn mình một like và một subscribe để ủng hộ tinh thần và sự lớn mạnh của kênh nha. Và hãy click vào chiếc chuông để có thể nhận thông báo cho video lần sau nhé các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Love you.